Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Dương nha anh chị các bạn, để tiếp tục cập nhật cho anh chị mình xe mới về nè. Hôm nay thì có mẫu xe Honda CBR 500 mới về anh chị. Và sau đó mình sẽ cập nhật luôn phân khúc 150 ha. Anh chị các bạn mình nếu mà có quan tâm dòng xe nào á thì lát em quay mình có thể trực tiếp mình liên hệ qua số trên màn hình hoặc đến địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Tân Hồng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị, để trực tiếp xem xe nha. Thì đầu tiên thì chiếc CBR 500G nè anh chị các bạn, 2022, xe mới về luôn, em sẽ quay trước ha. Con này thì biển Sài Gòn luôn em, 59 nè. Đấy, xe thì sạch đẹp nha anh chị các bạn, máy móc nguyên zin nha. Đó, về phần hồ sơ giấy tờ đồ anh chị các bạn muốn sang tên thay đổi biển số là đều được ha, cửa hàng có hỗ trợ nha anh em. Con này hiện tại là 99 triệu thôi anh chị. Khá là mềm cho CBR 500 ha. Đó. Xe sạch đẹp liền lạc nha anh chị, còn nguyên bản zin luôn. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ cập nhật phân khúc 150 nha anh em. 150 thì ở đây có một em của hãng Yamaha nè. Con này thì cũng còn mẫu mới nè anh em. Đó. GT 150 Gazer nè, con này mẫu mới, nó cái mẫu nó tựa như là XR 155 nha anh chị các bạn. Ở vô phía trong mình quay cái form cho anh chị các bạn mình xem cái mẫu xe này. Xe này mới anh em. Mẫu mới nè, con này 2023 luôn, đi mới có 1.800. Hết xăng. Báo mua hết xăng rồi nè. Đó, máy nổ rất là giòn luôn em, mà đi mới có 1.000 mấy mà. Biển là 78 luôn anh em. Qua wow. Biển số nè, 76544. Biển số khá đẹp ha. Máy em ru luôn, nhiều mới anh chị. Con này hiện tại là 65 năm nha anh em, 65 năm. Đó, phân khúc 50 ha. Tiếp theo xuống bên dưới, đây khu vực phía dưới này thì có rất là nhiều phân khúc 150 nha anh chị. Cái hàng như MT nè, TFX nè, với lại Honda CB nè anh em. Đó, CB 150 nè, của Honda 2018 anh em, xe nhập khẩu Indo, biển Sài Gòn. Con này lên một số món đồ chơi nè, chống đổ ha, bao tay nè, tay côn, tay thắng nè. Còn rất là êm luôn. Con này biển Sài Gòn 42 năm nha anh chị. Đó, 42 năm. Rồi, tiếp theo mẫu Honda thì trong đây mình có MX anh em. MX 125 còn một cặp luôn nha anh chị. Xe thì cũng là nguyên bản zin luôn. Xe còn đẹp lắm, như mới luôn anh em. Xe lướt nha. Con màu đỏ này là 2019 nè, đi mới có 3.000 cây à, biển Sài Gòn luôn. Đó. 39.500 ha, còn bên trong là 33.500. Đó, đi được 19.000 cây, biển 61 anh em, con màu cam đen á. Đó, con nó đi 19.000 cây. Rồi SUGD 110 nữa kìa anh em. Đó, SUGD thì con đó như 18 năm á. Biển là 60/2018 anh em. SUGD với phía trong nha. Anh em nào mà có quan tâm mấy cái mẫu xe này mình xem chưa rõ có thể mình inbox qua số trên màn hình nha anh em, để được xem xe lại một lần nữa cho nó kỹ ha. Ưng thì mình có thể cọc xe, cửa hàng sẽ ship xe cho anh em mình ở xa nha. Đây, phía trên thì có một em 150 nữa nè. Đó, Gibel 150 kết nước nha anh chị. Đó, hai bô hai máy, nổ nghe cực kỳ hay luôn. Con này 34.500 mà, biển là 71 nè. Con này không biết còn xăng không, để nổ thử anh em mình nghe. Xăng hết xăng luôn. Máy nổ nghe hay lắm chị các bạn. Những clip trước em có quay mà nổ cho anh chị các bạn mình nghe. Nổ nghe cực kỳ hay luôn. Và đi đường dài phải nói thoải mái luôn, ngồi là không có đau lưng hết nè. Có túi da nè, tựa lưng đồ đầy đủ hết. Rồi 345 ha, con khúc 150. Rồi phía trong này cũng còn nè. Trong đây thì mình sẽ giới thiệu vài ga nha anh em. Honda CB 150. Đó, mẫu đèn tròn ha anh chị. Con này đi 6.000 cây, biển Sài Gòn 29 nè, 45 năm ha. Đây em bên trong. Đây là có Honda, có Suzuki Bandit đây nè, còn chiếc duy nhất. Đó, con này hiện tại là xả rất là mạnh luôn em. Con này màu đen 29 mà đi
biển là 77, biển 77 nha anh em. Con này có 29 triệu anh em. 29 triệu. Xăng cũng yếu rồi nè. Hết xăng luôn nè. Rồi, 29 triệu cho em Bandit 150 nha. Xe nguyên bản luôn, xe đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo thì MT nha anh chị và TFX nè. Đó, TFX bên ngoài là 45 năm, đó, biển 49218 nha anh em. Đó, MT 15 nè. 21. Con này biển là 67 đi 3000 cây, 54.500 nha anh em. MT còn nhiều lắm nha anh em, để mình sẽ quay hết cho anh chị các bạn mình xem. Năm tư năm nha anh chị, máy móc bảo hành cho anh em mình đầy đủ nha. Rồi tiếp theo MT nè anh em, đây có màu đen này, 55 năm đi 5000 cây, biển 61/2020 nè anh chị. Đó, màu đen ha, đen nhám. Tiếp theo đen nhám luôn, 2022, biển 61, con này 57 năm nè. Đó, màu xanh xám, 2022, biển là 60, đi 6000 cây nè, con này 57 năm nè anh em. Anh em nào nếu mà cần xem chi tiết xe thì có thể mình mạnh dạn inbox qua số trên màn hình nha. 2022 biển 60 luôn, con này 56 năm. Đó, đó là tất cả MT 15 nha anh em. Còn phía bên trong đó là có Kawasaki Fullsan 200 mấy phân khối lớn hơn xíu nè. Với lại Demon, Gofit Demon 200 luôn. Đó, anh em mình có quan tâm mấy mẫu đó thì mình cũng liên hệ luôn nha anh chị. Còn hai chiếc. Đó, thì ở phía trên đây thì có FZ lốc đồng anh em. Đó, vàng đồng siêu lướt luôn. Đó, xe rất là mới luôn anh em. Đi như là chiếc này đi mới có 1000 như nè, xe hàng tồn kho anh chị. Đó, rất là mới luôn. Anh em nào có quan tâm mấy mẫu xe lướt thì mình liên hệ nha anh chị. Tiếp theo thì mình tiếp tục giới thiệu phân khối lớn hơn xíu nha anh chị. 200 và 250 nè. Qua đây còn con FZ nữa nè, 150 anh em, sẵn quay luôn. Đó, FZ 150 214. FI phân xăng điện tử nha anh em, biển là 72 nè. Con này đi được 14.000 cây anh em. Xe còn cứng nha anh em. 25 năm. Xe cũng còn nguyên bản zin luôn. Rồi, bên trong đây có em Honda CBR đó nè. Wow. CBR 211 nhập khẩu Thái Lan nè anh em, biển là 63, 29.500. Đó, CBR 150 nhập Thái đó anh chị. Rồi bên trong là còn một cặp G3 luôn anh em. Đó, G3 đó là hiện tại là một cặp đó đồng giá luôn anh chị. 65 triệu một chiếc nha. Đó, một chiếc biển 61 với lại là một chiếc như biển Sài Gòn luôn, 59. Chiếc trong là biển Sài Gòn anh em. Đó, hai chiếc là cùng một màu một luôn, anh em nào thích cái mẫu nào thì mình inbox ha. Đó, G3 mẫu cũ. Tiếp theo thì qua đây thì có mẫu Gofit T-Win 250 nè anh em. Hiện tại là còn 4 chiếc luôn. Đó, anh em nào mà thích thì mình có thể mạnh dạn inbox ha. Thì cửa hàng cũng như là cái giá còn hỗ trợ cho anh em mình thêm chút đỉnh, chút lọc đó nha anh chị. Đây. Biển Sài Gòn 2021 đi 4000 cây, 62 năm nè anh em. Còn bên trong ha. Con này thì nói chung thì anh em mình cũng biết ha, nổ nghe cũng khá là hay. Hai máy. 2020 biển 62, 5800 cây. Đi 5800 cây anh em. Con này 56 triệu nè. Đó. Và biển 72 luôn, đi 12000 cây 2021 nè. Con này 57 nè anh em. Đó, anh em mình thích cái mẫu này mình lại cửa hàng mình thoải mái lựa luôn. Ưng chiếc nào được thì mình chọn thôi ha. 2021 biển 83 đi 2000 cây anh em, 59 triệu ha. Đó. Đó, máy nổ nghe cực kỳ hay luôn anh em và đèn led luôn nha. Đó, được trang bị đèn led rất là sáng. Mẫu này anh em mình 1m55, 1m60 là ngồi ok anh em. 55 trở lên là ngồi ok. Mẫu này ha. Rồi. Tiếp theo thì lên phân khối lớn hơn xíu nữa nha. Ở đây thì còn 300 với lại là 200 nữa kìa.
Đó, với lại bên khu vực bên đây là có 300 anh em. Với 650 nè. Đó, thì bên đây mình sẽ lướt bên đây trước đây. Camera mình lướt bên đây trước nha. Đây là có NC700 nè. CB300 nè anh em, còn một cặp luôn. Đó, đầu tiên là NC700 nha. Con này thanh lý một chỗ nha anh em. 215, đó, thanh lý một chỗ, biển là Cà Mau 69. 135 triệu nha anh chị. Đó, xe còn cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Honda NC ha. Rồi, phía trong đây là có Honda CB 300G nhập khẩu Thái Lan 2021. Đó, biển 66 Đồng Tháp nè, đi được 8.000 cây. Con này là 89 triệu nha anh chị. Đó, 89 nè. Rồi, còn bên trong luôn ha. Còn bên trong đây 2022 biển 79 anh em. Con này đi 4.000 cây cũng 89 triệu luôn. Đó, còn một cặp nè, anh em mình lựa được chứ nào mà lựa, còn đuôi zin, bô zin hết ha. Con này thì có lên được cái chống đổ khung rồi nè. Rồi bên trong này có con đúp KTM đúp 200 anh em. Con đó là xe mới á. À, anh Dương mới đăng ký về tên của anh Dương đứng tên luôn là biển 61 anh em. Đó là con đó hiện tại là 89 triệu ha. Bữa là lúc mới về là nó tới 99 lận. Hôm nay giảm còn 89 nữa. Con MT 15 trên đó nữa kìa, trên kệ anh em, biển Sài Gòn luôn. Con đó 2021 đó anh chị. Có độ đồ chơi cũng xương xương ha, bô rồi nè. Ốc rồi nè, đó, chống đổ rồi các thứ anh chị. Con đó thì 54 triệu 500, biển Sài Gòn đi 8.000 cây 2021 nha anh chị. Đó, MT 15. Ok, rồi. Tiếp theo thì lên phía trên thì mình sẽ lướt lướt cho anh chị các bạn mình xem nha. Ở đây thì có MT03 nè anh em. Xe này như là có khách cọc hay gì rồi. Bán rồi. Rồi đây là có FZ Z650 anh em. Đó, Z650 hiện tại là còn 1 chiếc à. Đó, 99 triệu nha anh em. Con này 2018 biển Sài Gòn. Bữa là tới 109, hôm nay còn 99 nè. Đó, Z650 ha anh chị. Ở phía trên là còn như là Z8 cũng còn nè anh em. Đây Z800 nè, màu trắng với lại màu xanh đen ha. Z800 bản ABS luôn, hiện tại là 139 triệu, 215, biển 72. Con màu trắng này là 215 luôn, đi 13.000 cây nè. Con này biển 86 anh em, 139 luôn ha. Đó, hai chiếc hình như đồng giá luôn nè. Mình lựa chiếc nào mình lựa nha anh chị. Z800 bốn máy. Rồi tiếp tục với KTM GC390 nè anh em. Mẫu này là mẫu mới anh chị các bạn. Đó, mẫu mới, con này đi mới có 200 cây à. 2023, đó, biển là 43 luôn, 159 triệu nha anh em. Đó. Xe này như mới anh em ơi. Đó. KTM GC390 ha. Còn phía trên đây là phân khúc 250 thì có FZ 250 nè anh em. Đó, con này là hiện tại là 45 triệu 218 nè. Đó, biển là 61 luôn. FZ250 còn một cặp màu đen nữa nè. Màu đen này là 2021, đi được mới có 1.000 cây à. Con này là biển Sài Gòn 59 triệu nha anh em. Đó, anh em nào thích những cái mẫu này thì mình nhanh inbox qua số trên màn hình nha. Đấy, và bên cạnh thì cửa hàng còn MT09 nè anh em. Z1K thằng Thánh nè. Đó, còn một cặp luôn. Và khu vực bên đây là có Bell. Bell hôm nay là số lượng khá ít rồi nha anh chị các bạn, bớt rồi. Hôm nay còn có 4 chiếc à. Bell 500 với lại là Bell 300 nha anh em. 300 không biết còn không, à còn được chiếc nè. Đó, anh em nào mà có quan tâm mẫu xe nào thì mình có thể mạnh dạn inbox hen, hoặc để lại bình luận bên dưới nha anh chị. Mình cần xem những mẫu xe gì á, mình để lại bình luận cho em bên dưới mạnh nha. Em sẽ video sau em sẽ quay cho các bạn mình xem chi tiết cái xe đó cho nó rõ ràng hơn nha anh chị ha. Và video em chỉ cập nhật tới đây thôi nha anh chị. Cảm ơn chị các bạn mình đã theo dõi hết video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.